Chào mừng các bạn đã đến kênh Duy Thân Food. Hôm nay mình mời các bạn cùng mình thực hiện cái món ăn sáng kiểu Pháp nha. Rất nhanh, rất đơn giản mà lại đầy đủ dưỡng chất nữa. Giờ mình đã chuẩn bị sẵn là hai củ khoai tây này, mình đã gọt vỏ và rửa sạch nè. Giờ mình sẽ đem mình bào sợi nha. Các bạn cũng có thể mình cắt lát rồi mình cắt sợi cũng được. Mình thấy bào sợi thì nó tiện hơn. Phần khoai sau khi đã bào sợi xong á, mình cho vào một cái tô rồi mình cho nước vào. Mình cứ cho nước vào nhiều một chút cho ngập phần khoai này luôn. Mình đảo sơ khoảng một vài phút, mình đảo qua đảo lại rồi á, mình vớt ra mình để cho ráo nước nha. Trong thời gian chờ phần khoai ráo nước thì mình đi chuẩn bị phần còn lại. Mình sử dụng xúc xích này là hai cây nè, nó khoảng 100g á các bạn. Mình cũng cắt lát mỏng rồi mình cắt sợi luôn. Phần khoai sau khi đã để ráo nước rồi nè, mình cho trở lại cái tô. Tiếp tục cho phần xúc xích mình mới cắt sợi vào luôn. Nêm vào đây nửa muỗng cà phê tiêu. Nếu mà không ăn tiêu các bạn bỏ qua nha. Và nửa muỗng cà phê muối. Và mình đảo sơ phần này lên. Phần trứng gà mình sử dụng là 3 trứng nè. Và mình sẽ tách riêng lòng đỏ và lòng trắng ra riêng hết nha các bạn. Các bạn nên tách lòng trắng ra rồi cái lòng đỏ mình để vào, mỗi cái lòng đỏ mình để ra một cái chén nhỏ riêng á, để một hồi mình dễ lấy, nó không có bị bể. Tiếp tục là mình lấy ba cái lòng trắng mình vừa tách xong nè, mình cho vào cái phần khoai và xúc xích lúc nãy luôn. Và thêm vào đây hai muỗng canh bột bắp. Tiếp tục mình sẽ đảo đều cái phần này xong rồi mình đem đi chiên nữa là xong đó các bạn. Rất là nhanh gọn lẹ luôn. Và để chiên phần này mình dùng chảo chống dính sẽ dễ làm hơn nha. Giờ mình cho vào chảo khoảng 3 muỗng canh dầu ăn. Khoảng 3 muỗng là vừa rồi các bạn. Mình tráng đều dầu ăn trên chảo nha. Chờ dầu nóng mới cho cái hỗn hợp khoai và xúc xích lúc nãy á. Mình cho vào đây. Mình dùng 3 trứng nên mình sẽ chia nó thành 3 phần. Mới đầu mình cứ cho vào trước đi rồi một tí nữa mình sẽ sửa sau.
Mình chia làm 3 phần nè. Và trong lúc vừa chiên mình sẽ vừa sửa cái phần này. Nó mình sửa cho nó tròn tròn lại cho nó thành hình, tạo hình cho nó đẹp á các bạn. Nhìn như tổ chim gì đó. Và các bạn nên dùng đũa á, mình lấy một cái điểm ở giữa mỗi mỗi phần nha, để một tí nữa mình cho cái lòng đỏ vào đây nè. Khi mà phần này mình chiên được 2-3 phút rồi, các bạn thấy phần dưới nó đã hơi vàng rồi đó. Mình sẽ cho cái lòng đỏ vào giữa từng cái nha. Giờ mình chiên thêm 1-2 phút nữa cho cái lòng đỏ nó hơi đông lại á, mình mới trở mặt được. Chủ yếu là mình phải chiên lửa nhỏ á, để từ từ để cho nó chín cái phần khoai tây ấy các bạn. Chứ xúc xích với trứng thì cũng rất là mau chín luôn. Khi các bạn thấy cái mặt dưới á, nó vàng giòn rồi á, thì mình trở mặt luôn nha. Sau khi mà mình trở đều mặt rồi á, mình cứ chiên lửa nhỏ vài phút nữa cho nó vàng đều hết cả hai mặt là được. Vậy là chỉ với vài phút đơn giản là mình đã có món ăn sáng kiểu Pháp đầy đủ dưỡng chất luôn các bạn. Với món này là các bé nhỏ sẽ rất là thích luôn á. Hôm nào có thời gian các bạn cứ làm thử cho các bé nhà mình nha. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video của mình. Nếu thích nhớ cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.